Thường ngày nghe nói Tạ thiếu sư giỏi chơi đàn, ta có thể mời thiếu sư đàn một khúc Quảng Lăng Tán để cùng ta phá trận không? Tạ mỗ tuân lệnh. Đi thôi. Kiếm, nhớ cất kỹ cho ta. Yên Lâm, đừng quên, đại bàng một ngày bay lên cùng gió, bay thẳng một mạch 9 vạn dặm, Quỳnh nhất định sẽ bình an vô sự thôi.